23 so với 24. Tiết kiệm. Tìm hai số được ít đi, thỏa này 3x trừ 2y cộng 1 trừ y bằng 7 cộng y. Ok, y là đơn vị ảo. Rồi cứ lấy nè, thằng nào có y ngắn thì gom với nhau, thằng nào không có y ngắn thì gom với nhau nha. Bài x một không có chữ y ngắn là gom chung nè. 3x 1 rồi trừ 2y cái chữ y nè, trừ 2y 7 cộng y nè. Dạ rồi, nhóm riêng mà cái thằng này không có chữ y là thật á, thật real thằng ảo này đặt y làm nhân được chung cộng ha, kể nó trừ 2 trừ y cứ cộng hay cứ cộng trừ đó hồi sắp trừ nhau kể rồi 7 là bình thân nè, y nó có số 1 chứ á, ảo này đây là ảo này, ảo là y riêng gì á, im gì im riêng gì ảo rồi. Muốn hai này bằng nhau thì bằng sự ảo là ảo. Có nghĩa là 3x cộng 1 sẽ bằng 7 trừ 2 trừ y sẽ bằng 1. Rồi, x sẽ bằng nhiêu? Làm nhanh nha. 7 trừ 1 là 6. 6 chia 3 là 2. Y chuyển trừ 2 đây là cộng 2, 2 chứ 1 là 3, trừ y bằng 3 và y bằng trừ 3 thì là 2 trừ 3, 2 trừ 3, 2 trừ 3 là C. Ok, rồi 25 dạ, 25 là công thức này ha. Dạ nếu mà điểm A có tọa độ là 800, điểm B của tọa độ là 0-4, điểm C của tọa độ là 007. Dạ, thì phương trình bằng AC bằng nhiêu? Dạ, thì luôn luôn nhớ x chia cộng y chia x chia bằng 1 nha, luôn là như vậy nha. X chia số, y chia số, x chia số bằng 1, luôn bằng 1 nha. Số gì? Số của A. Số gì? Số của B. Số gì? Số của C. Sao? Giống nào? Đó, đây là phương trình mặt phẳng theo đặt chấm. Nó chỉ tồn tại khi thằng A y z bằng 0, thằng B x z bằng 0, thằng C x gì bằng 0. Nói chung cứ một thằng nó chỉ có một loại có thôi. Thằng này là x nó có, thằng này y nó có, thằng này z nó có. Thì phương trình mặt phẳng ABC vậy. Mem tính vectơ AB xong rồi tính vectơ AC, xong mem tích có hướng với nhau, xong đi qua điểm A nó cũng giống như trang vậy thôi. Chọn nào? 8-4-7 bằng 1. 8-4-7 bằng 1 thì D ha. D 26. 26. 26 phải tắt lại từ nha. Y nè. Con dung của x trước. D x nha. Rồi. Cộng 2 lần con dung của f. D x. Rồi. Trừ con dung của g. Để luôn luôn phải có run đế, run đế, run đế nha. Một biểu thức mà nhân với đế người ta gọi là duy phân.
Vi không nó làm gì mà kệ, tại vì cái này phải học sinh giỏi xuất sắc thì tôi giải thích nó mới hiểu được chưa? Dùng rồi khi lấy con vuông của từng một đám thì phải con lấy con vuông cho từng thằng nha. Rồi số là từ 1 đến 4 thôi, 1 đến 4, 1 4 nè, 1 4 nè, 1 4 nè. Cái này bấm máy ra bao nhiêu, mày bấm máy nhiều bấm máy đi, con vuông từ 1 đến 4 ít là bấm máy bao nhiêu. Bằng 15/2. Còn cái con joule từ 1 đến 4 của Fx thì để cho là bao nhiêu? Nó cho là -4 nha. Dạ. Hai này không có máy nha, hai này để cho nha. Con joule của Gx là nhiêu? Là 7. -7 số 1. Và một máy nhiêu? 15/2 trừ 8 trừ 7 thì ra trừ 15/2. 15 chia 2 trừ 8 trừ 7 bằng trừ 15/2. Cho nó bắt Y ha, Y chỉ lấy C. 27 quá dễ rồi. Quy trình chính tắc của D. Rồi thế qua điểm nào? Thì từ cái D nè, X bằng Y bằng Z bằng, nói chung câu nào dễ tôi dạng là dành cho mấy đứa yếu hay là mấy đứa nó mất căn bản, nó lười thời gian qua nó không chịu học lý thuyết, giờ nó nghe thầy sửa cái đề này nó cũng vẫn hiểu được ít nhiều. Còn đứa nào học chắc rồi những cái câu của bóc dễ này cứ lướt qua được chưa? Mình chủ yếu mình xem cái câu khó thôi, cái câu lạc thôi, được chưa? 1 - 4 = 8. Được chưa? Rồi từ đây mình suy ra nè, D nó qua điểm gì, qua điểm gì, rồi vector của nó là bao nhiêu, nó qua cái điểm là 1 - 4 = 8 nè, chưa? Vector nó là -4 - 7 - 4 nè, thầy làm biến ghi chấm phẩy nha. Ok thì phương trình chính tắc là nó như sau: x trừ cái gì đó chia y trừ cái gì đó chia bằng z trừ cái gì đó chia, trừ cái gì, trừ cái điểm 1 - 4 = 8 trừ cho 1 trừ cho -4 cộng 4 trừ cho 8 chia cái gì, chia với tên địa phương -4 - 7 - 4 nè. Dạ đó, dạy cho mấy đứa nó yếu trung bình vậy. Còn thôi trực tiếp từ đây ở đây luôn, 1 - 4 - 8 nằm ở trên nhưng mà nhớ đổi dấu ở dưới y chang xong dấu nào, -4 - 7 - 4 -1 + 4 - 8. Cái này nó hay lừa lừa ảo ảo nha. -1 nè, +4 nè, -8 nè. Ở B 28 góc của hai đường, lấy cái vector hai đường tính thôi, được chưa? Đứa nào quên công thức này thì lập đề cương ra cho nó có, hoặc là coi là những cái bài, những cái clip mà thầy dạy về phương trình đường thẳng á. Rồi
và góc của hai hạt phải dùng cos. Cos của delta 1 delta 2 sẽ bằng cái gì? Lấy cái U1 nhân U2 U1 nhân U2 nha. Vì góc của hai đường thẳng này luôn luôn dương nên phải lấy tuyệt đối. Góc hai thẳng là góc nhỏ, luôn dương tuyệt đối. Rồi chia độ dài U1 nhân độ dài U2. Mô đun hay là độ dài U1 nha, nhân với mô đun hay độ dài U2 nha. Ok. Nếu ở đây là vector, nếu vậy nha, nếu vậy á, nếu là như vậy á, cos của góc với hai vector thì bỏ dấu tuyệt đối đi, vì cos của góc với hai vector có lúc âm có lúc dương. Còn cos của góc giữa hai đường thẳng thì luôn luôn dương nên có dấu tuyệt đối. Nếu ở trên bằng á thì bỏ tuyệt đối đi, nếu ở dưới bằng á thì thêm tuyệt đối vào, được chưa? Và cái này chắc là thôi. U1 là nhiều, U1 là vector của delta 1 là 2 1 - 1, U2 là vector của delta 2 là 3 số ở dưới á, -2 - 4 - 2. Vector thì mình có thể rút gọn nha, rút gọn đi, rút gọn là đổi dấu đi ha, thành gì -2 - 2 là 1 2 1, cho nó gọn ha, đổi hết dấu lại và chia cho số 2 giờ cho nó gọn nha. Rồi lấy 2 này nhân nhau, 2 nhân 1, 1 nhân 2 nè, 2 nhân 1 nè, 1 nhân 2 nè, -1 nhân cho 1 bằng nhiêu? 2 là 4, 4 1 là 3, vậy cho đây là 3. Nếu sợ âm thì đổi dấu nha. Rồi cái này là U1 với U2 á, nhân dấu chấm. U1 nhân U2 bằng nhân, tức là nhân dọc còn bằng, thì giờ -2 - 4 - 2 thì có việc rút gọn, ở đây là 1 2 1 luôn cũng được, 1 2 1 luôn cũng được, cho nó gọn. Mấy em lấy số cũ vẫn được nha, không sao, nó ra đó cùng ra số, nhưng mà thầy không thích dấu âm, thầy không thích nó số to, gọn trước. Nhân dọc còn lại, rồi độ dài U1 nhiêu? Độ dài U1 tức là căn của ba này bình phương nha, căn 2 bình là 4 nè, 1 bình là 1 nè, -1 bình cũng là 1 luôn, vậy này là nhiêu? Căn 6 nha, này là căn 6, chưa? Ok. Còn độ dài của cái tơ U2, căn 1 bình 2 bình 1 bình, 1 bình là 1 2 bình là 4, 1 bình là 1 luôn, cũng bằng căn 6 luôn. Vậy là có 3 chia cho căn 6, như căn 6 tức là 3 phần 6, 3 phần 6 tức là 1 phần 2, thì mình có nè, cos của góc giữa hai đường thẳng delta 1 delta 2 chính là 1 phần 2, vậy delta 1 delta 2 thôi thì bằng shift cos 1 phần 2, và shift cos 1 phần 2 thì ra nhiêu, mở máy ra đo thì bằng 60 độ, cos 60 độ là 1 phần 2, cos pi/3 là 1 phần 2, yeah. Thì là chọn đáp án D. Ok. 29.
âm chính giống như cái bài mới làm nha. Y bằng tích phân từ 0 đến 2 cho x bình phương ra đằng sau đi. Đặt u bằng căn x mũ 3 cộng 1 thì mình đề nào đúng? Đặt căn x mũ 3 cộng 1 bằng u thì mình đề nào đúng? Tôi thích trình bày kiểu x bên trái u bên phải. Cái gì nó có trước thì nó có trước, cái gì nó có sau nó có sau. Còn đa phần là sách là gì nó ghi là u bằng căn. Nhưng mà hơi ngược đời là mà khi gặp mấy cái chỗ mà đặt x bằng sin t thì nó lại ghi x bên trái t bên phải. À đó, đặt x bằng sin t là x bằng cos t hay là x bằng tan t, và mấy cái bài mà nó đặc biệt đó thì ta lại ghi x bên trái t bên phải. À chứ đúng luật phải ghi là t bằng arc sin x, t bằng arc tan x mới đúng. Thành ra cái việc ghi trái ghi phải nó không quan trọng, ghi nào thích thì ghi thôi. Thật ra bài này bấm máy ra rồi nha, mình bấm cái đề bài xong mình bấm bốn đáp án dấu đáp số nhau thì là chọn, được chưa? Rồi nhưng mà bài này thì mình thầy muốn trình bày với đứa để ôn lại cái phân luôn ha. Dư bỏ căn u bình phương hai vế thì mình sẽ có x mũ ba cộng một thì bằng u bình, đạo hàm lên x mũ ba đạo hàm là 3x bình x, 1 là 0 ha, cái đạo hàm là 2u du. Rồi x bình x bằng cái gì? Bằng 2 phần 3u du. Đổi căn thành ra cái việc đổi cạnh mấy em đổi nhầm trong đầu cũng được nè, mấy em đổi nhầm trong đầu cũng được nè. X là không đúng không, thay không vào đây căn một bằng u và u bằng một. X bằng hai, thay hai vào đây, hai mũ ba là 8, tan một là 9, căn của 9 là 3. Cái căn đặt ở chữ u đúng không? X bình lý là cái gì? 2 phần 3 u du. Nhớ đều là cái đuôi nha, biểu thức nhân đều người ta gọi là vi phân, vi phân là bằng cái gì? Đó, hỏi đổi cách như thế mình lúc nào 1 đến 3, 2 phần 3 u bình, 1 đến 3, 2 phần 3 u bình. À ok, 30 thì quá dễ, so easy. Tâm y đổi dấu cho một đơn ha, đổi dấu số cho một đơn á thì là không trừ một đổi thành cộng một, cộng hai đổi thành trừ hai, bán kính là căn của vế phải, căn vế phải tức là căn 9 bằng 3. Rồi thì tâm là 0 trừ 1, 0 1 trừ 2 thì là 3 là C. Ok, bây giờ thầy sửa mấy câu khó khó mà tụi nợ rồi, mấy câu mà số phức mà nó có module đó là khó nha. Đó là câu số 6. Tự luận là sửa sau nha, tự luận sửa sau. Rồi câu số 6 nha. Z thì cứ đặt là A cùng B đi, không? Z là A cùng B. Chưa? Đề bài cho nha. Cộng 1 cộng 2 Y trừ mô đun của Z. Mô đun của Z hả? Mô đun của Z là mô đun A cộng B á.
Glucose làm nó nhanh ăn canh nha. Nó là canh. A bình đồng, B bình. Module là canh thực bình cộng ảo bình. Nhân cho Y nữa. Rắc rối bằng không. Rồi. Phần thực đâu? Phần thực là những thằng không có chữ Y. Thực nào? Thực nào? Hết. Phần thực là những thằng không có chữ Y. Thì là A cộng 1 bằng. Bên đây phần thực đâu? Phần thực là không đó. Dạ. Phần ảo đâu? Phần ảo là những thằng có chữ Y. Phần ảo là những thằng đi trước chữ Y. Đứng trước chữ Y là B nè. Đứng trước chữ Y là B nè. Cộng 2 nè. Trừ cái căn nè. Rồi bằng. Thật ra không ở đây á, đúng là mình hay ghi theo là không Y nữa. Nhưng mà không Y cũng là không phải không? Bằng không. Phần thực là những thằng không có chữ Y. Phần ảo là những thằng đứng trước chữ Y nè. Phần ảo nè. Đứng trước chữ Y nha, sorry, đứng trước chữ Y. Đứng trước chữ Y thôi. Đứng trước chữ Y nè. Đó là cộng B nè, cộng 2 nè, trừ cái căn nè. Không Y là phần ảo đó nè. Phần thực đó nè. Rồi giải này. Và cái này mình sẽ có A là bao nhiêu? A là trừ 1. Thay A trừ 1 xuống đây. Mình chơi thì mình có gì? Thay A trừ 1 xuống đây. Ồ, bài này dễ đâu, khó đâu. Ok. Thay A là trừ 1 xuống đây nha. B cộng 2. À, A là trừ 1 đâu? Trừ 1 bình phương thành cộng 1. Đó. A là trừ 1 thấy đây nha, trừ 1 bình phương là cộng 1. Rồi giải này coi. Thì cái này sẽ có là gì? B cộng 2. Thì căn đối với phải nha, 1 cộng B bình. Ở bình phương hay vế? Khi bình phương hay vế phải có điều kiện là B cộng 2 phải lớn bằng 0. Cái này mà dương thì mới được bình phương hay vế nha. Rồi, B cộng 2 tất cả bình. Cái căn này bình phương thì mất căn rồi. Dạ. Còn để đạo thức thì ghi căn bình. Giải tiếp thì B phải lớn bằng trừ 2 nha. Khai trừ thằng thức nè. B bình cộng 4B. 2 nhân 2 cái này nhân nhau. 2 nhân 2B là 4B. Cộng 2 bình là 4. Bằng 1 cộng B bình. Vậy B lớn bằng trừ 2 rút gọn nè. B bình với bình hết nè. Thì 4B bằng cái gì? 4B bằng 1 trừ 4 là trừ 3. Vậy tiếp cái này B bằng nhiêu? Trừ 3 phần 4. Trừ 3 4 lớn trừ 2 không? Lớn. Trừ càng nhỏ thì càng lớn. Nó hỏi gì đây? Tính S bằng A trừ 4B đúng không? S bằng A trừ 4B. Mà A là nhiêu? A là trừ 1. Trừ 4B. B là nhiêu? B là trừ 3 phần 4. Bấm mấy rồi? Trừ 4 hết. 3, 3 trừ 1 là 2. Đáp án là 2. D. Ok. Rồi còn câu 14. Chó gì đây? Phép nè. Qua trừ 2. Không có gì đâu. Đâu. Và Z chia
trên cộng 2y phần não. Rồi, cái này không quan trọng à. Nó cho này dễ, cho này khó. Phần não có nghĩa là thực bằng không. Dạ. Yeah. Lưu ý nè, muốn một số thức. Ví dụ nha. Muốn số thức. Ví dụ như là 3 trừ 2y đi. Ví dụ nha. 2 trừ 5y đi. Muốn số phức này tách riêng hai chấm thật quả ảo. Muốn một số phức tách riêng phần thật riêng và ảo riêng đúng không, thì phải nhân liên hợp. Tan nhân liên hợp của mẫu. Dạ. Hay là nói cách khác vậy, muốn tách phần thực riêng ảo riêng của một số phức thì phải nhân tự và mẫu nhân liên hợp. Dạ. Có nghĩa là 3 trừ 2y nè chia 2 trừ 5y nè, mình phải làm sao? Mình phải làm sao để tách riêng phần thực với phần ảo ra? Dạ. Muốn số phức tách riêng thực và ảo, tách nhân liên hợp của mẫu. Rồi, nhân liên hợp của mẫu nha. 3 trừ 2y. Mình tập trung rồi. Cái số phức này nó vẫn còn y với mẫu. Bây giờ mình muốn tách thực riêng ảo riêng thì mình phải nhân cho liên hợp của mẫu. Dạ, có nghĩa là nhân tự và mẫu cho cái gì? Cho 2 cộng 5y. Khi đó ở trên là nhiêu kẽ nha, nhưng mà ở dưới là cái gì? Ở trên là nhiêu kẽ đó, nhưng mà ở dưới là cái gì? 2 x 2 là 4. 2 thích á. A trừ cho B, A bình trừ B bình đúng không? A trừ B nhân A cộng B đúng không? Chúng ta A bình trừ B bình là trừ cho 5 bình Y bình à. Mà Y bình là trừ 1, vậy có dấu trừ đây là cộng 5 bình. Mà 5 bình thì là nhiêu? Tự là gì kẹt lắm, thấy không? Tự nó sẽ có chữ Y chứ số luôn đấy. Là bằng nhiêu? 4 cộng với 25 là 29. Lúc đó mình sẽ tách ra bằng 29. Đằng trước là những thằng không có chữ y, đằng sau là những thằng có chữ y. Được chưa? Tóm lại nguyên tắc mà muốn tách thực riêng ảo riêng đó, thì mình phải làm mất cái chữ y ở dưới mẫu. Muốn làm mất chữ y ở dưới mẫu thì mình phải nhân liên hợp của mẫu. Được chưa? Ok. Nắm cái tập đó. Bài này muốn cái số phức này nè là phần ảo, mà phần ảo có nghĩa là phần thực này hoặc không. Vậy mình muốn tách phần thực riêng phần ảo riêng của cái số phức này thì mình phải nhân cho liên hợp của mẫu, được chưa? Rồi thì mình cứ đặt xét a và b nha, xét này, xét hay à chữ y này, xét là a và b, xét cộng hai y là a cộng b cộng 2y đúng không? Rồi. Rồi. Rồi, bây giờ chia lại cái gì? Là a cộng b đúng không? Ở dưới là cái gì? A cộng b. Rồi. Mình sẽ nhân liên hợp cho nhân trên nhân dưới cho liên hợp của mẫu.
ở trên là A cộng B nè. Chà, ở dưới là cái đáp này nè. A cộng B cộng 2Y. Được chưa? Mình sẽ nhân trên nhân dưới. Nhân trên nhân dưới cho liên hợp của thằng mẫu. Tức là gì? A trừ B cộng 2Y. Dạ, rồi. Vậy trên là gì nha? Rồi, trên đó là A nhân A là A bình. A nhân cái đám này là trừ A nhân B cộng 2Y. B nhân A là AB. B nhân cái này trừ B, B cộng 2. Chú trừ nha. B nhân đám này là B nhân B cộng 2. Y nhân Y là Y bình. Dạ. Với mẫu tính sao? Nhưng mà cái Y bình này là trừ 1 rồi đúng không? Y bình là trừ 1. Nên mình bôi Y bình đi. Mình đổi một chút nào. Được chưa? Rồi, với mẫu là cái gì? Hằng thức nè, A cộng B nhân A trừ B đúng không? Là A bình trừ cho cái đám này bình đúng không? Được chưa? Trừ cho B cộng 2Y tất cả bình. Mà Y bình thì là bao nhiêu? Trừ 1. Được chưa? Rồi. Rồi, vậy là tự giờ mình tách riêng nha. Thực riêng, ảo riêng nè. Phân thức nè, có cái mẫu là A cộng A bình cộng B cộng 2 cho cả bình. Được chưa? Đó. Thực đâu, phân thức là những cái gì nó không có chữ Y nha. Thực là A bình. Mẫu cái đám này. Đó, phân thức. Phân ảo đâu? Ảo đây nè. Ảo nó nhân đến chữ Y nha. Cho chữ Y đổ ở dưới đi. Dạ, yeah, đó. Mẫu nha. Hình ảo nè. Ảo là đám này. Trừ A B cộng 2. Y thì phải đang sau nha. Rồi cộng A B. Được chưa? Mà đề bài cho cái này phần thức của này bằng không đúng không? Phần ảo có nghĩa là phần thực bằng không, nghĩa là như cái này bằng không. Dạ. Yeah. Vậy yêu cầu thì nói là giả thiết nha, giả thiết suy ra mà nguyên cái phân thức này bằng không thì còn cái tử nó bằng không A bình cộng B cộng 2 bằng không. Dạ, và giải tiếp này tương đương A bình cộng B bình cộng 2B bằng không. Dạ. Rồi, thì mình có một phương trình nha. Rồi tiếp tục lấy cái giả thuyết ban đầu. Giả thuyết này dễ ha. Z bằng A cộng B. Bằng 5. Có nghĩa là sao? Tách riêng là thực riêng với ảo riêng nè. Phần thực là A cộng B nè. Xin lỗi, phần thực là A cộng 3 nè. Phần ảo là B trừ 2 cho một đơn nhân Y nè. Tại sao phải tách thực riêng ảo riêng? Để khi lấy module thì ra căn. Căn thực bình cộng với ảo bình chà, và bình phương hai vế lên. Bằng 25. Dạ, yeah, ta chỉ làm thức ra A bình cộng 6A cộng 9 B bình 4B cộng 4 bằng 25. Thì luôn sẽ có gì? A bình
B bình 6A chữ 4B bằng nhiêu? Nhiều quá trái đi ha. Oh. 94, 13 13 chữ 25 chữ 12 chữ ra, đây là nhiệm số 2. Thì mình có hai cái hệ. Dạ, thì có hai cái hệ A bình cộng B bình cộng 2B bằng 0, tức là phương diện số 1. A bình cộng B bình cộng 6A. Dạ, trừ 4B bằng 2 bằng 0, phương diện số 2. Ở dạng em này ra, được chưa? Ok. Mình nhớ nha, muốn cái số phức đó tách riêng phần thực với phần ảo, thấy chưa? Hay nói khác, muốn tách riêng thực ảo thì ta nhân liên hợp của mẫu, vừa và nhân liên hợp của mẫu, để dưới mẫu nó không còn chữ y nữa, thì đó mình sẽ bắt phần thực riêng phần ảo đi, nha. Muốn tách tách thực với ảo thì cứ nhân liên thực mẫu thì sẽ tách được thực với ảo, vì khi đó y nó không còn với mẫu nữa. Rồi dạy đây này, rồi lấy ở dưới chiều trên ha, dưới chiều trên, lấy dưới chiều trên, lấy 2 trừ đi 1 hay nó cách khác thôi, thôi khỏi lấy trừ đi ha, để làm đề đi. Từ 1 suy ra A bình cộng B bình thì bằng trừ 2B đúng không? Trừ 2B có với phải trừ 2B. Rồi thay vào 2, thay vào 2 chưa? A bình cộng B bình chính là trừ 2B thay vào 2. Vậy 2 trở thành cái gì? A bình cộng B bình chính là trừ 2B. Cái này là trừ 2B cộng 6A trừ 4B trừ 2 bằng 0. Giải tiếp vậy 6A trừ 6B trừ 12 bằng 0. Vậy rút gọn đi, A trừ B trừ 2 bằng 0 tương đương A sẽ bằng gì? B cộng 2 đúng không? Phải thay vào đâu? Thay vào 1. Vậy 1 trở thành cái gì? Đó. A chính là B cộng 2 không? Thay vào 1. Mấy em tính B bằng A với số cũng được, hoặc là A bằng B với số cũng được. Nhưng mà ở đây mình phát hiện số 1 đó, nó chữ A nó có 1 thằng mà chữ B nó có 2 thằng rồi. Nên mình thay A bằng B cộng với số cộng trừ với số vào nó gọn hơn một chút, thấy không? Rồi. Vậy cái A ở đây thay bằng B cộng 2 nha. Thay B cộng 2 vô đây là B cộng 2 tất cả bình cộng B bình cộng 2B bằng 0. Dạ, yeah. Rồi làm nhanh nè. B bình với B bình là 2B bình. Trong đây là 4B đúng không? Trong đây là 4B, 4B 2B là 6B. Dạ, yeah. 2 bình là 4. Giải ra nhiêu? B là nhiêu? Qua đây đi ha, có mấy là B là nhiêu? B bằng nhẩm mới cũng thấy là trừ 1 với lại trừ 2 đúng không? 1, 5, 3 2, 6, 4 2 nhập 6 nhập 4 nhập trừ 1 với trừ 2. Rồi, A bằng cái gì? A bằng B cộng 2 đúng không? Rồi. A bằng B cộng 2. Vậy thay trừ 1 vào đây. Vậy đây là 1. A bằng B cộng 2 đúng không?
hay đi hai đây hay không? Vậy số phút z của mình sẽ là a là một đúng không? Một trừ y là a là một, b là trừ một, vậy z mình là a là không, b là trừ hai. Vì z a của b mà đúng không? Z bằng a cộng b đi. A là số 1, b là trừ 1, đây. A là số 0, b là trừ 2 ở đây. Ok. Rồi. Cái việc mà tách thực riêng với ảo riêng đó là phần thực, nghĩa là cái phần không còn chứa y nhỏ nữa. Phần ảo là những cái phần nó chứa chứa y nhỏ. Dạ. Thuần ảo đó là thuần thực. Rồi xong, để bạn muốn nói gì đây? Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn số ảo? 2 cộng d. Xong. Còn bài nào nữa không? Hết. Hết rồi đúng không? Rồi. Giờ phần tự luận nè. Câu 1. Cho đúng không? Rồi y bằng cái gì đây? Từ 1 tới 3 f2x cộng 1 dx trên. Rồi đặt 2x cộng 1 bằng t suy ra điều gì? 2 dx sẽ bằng tt suy ra dx sẽ bằng 1 phần 2 dt dy sẽ bằng cái gì? Đổi cạnh trên đây luôn ha. Khi x là 1 thế vào đây, 2 x 1 là 2 cộng 1 là 3. Khi x là 3 thế thẳng vào đây luôn, 2 x 3 là 6 cộng 1 là 7. F cái gì? Ft luôn. Thật ra vì mình đặt cái này là t, dx tức là 1 phần 2 dt. Được chưa? Đưa 1 phần 2 ra ngoài. Được chưa? Mà đề bài cho tích phân từ 3 đến 7 f(x) dx bằng 8 đúng không? Thì bằng 1 phần 2 trên 8 bằng 4. Được chưa? Đề bài cho x mình được quyền dùng theo tên ha. Câu 2. Nhìn tới hình phản dạng bởi cái này thì mình cho hai cái y nó bằng nhau. X bằng 4 trừ 4 bằng bán bình. Dạ. Dùng nó qua trái đi. Là x bằng 4 trừ 3 x bình trừ 4 bằng 0. Thích đặt t là x bình thì đặt, không đặt dạy trực tiếp luôn. X bình nhiêu, x bình bằng nhiêu, coi như nó là nghiệp. Bấm máy nghiệp bằng nhiêu. Một trừ ba trừ bốn. Một trừ ba trừ bốn. X một là bốn. X hai là trừ một. X bình là trừ một là vô nghiệp chắc này đúng không? Dạ. Yeah. Mấy đứa mà ghi sai là không có đúng rồi nha. X bình mà nếu nó là số phức đó thì nó vẫn là trừ 1 nha. Y bình phương nó vẫn là trừ 1 đúng không? À, số phức thì được nha, số thật là sai. Số thật thì vô nghiệp. Rồi cái này giải tiếp, x bằng bao nhiêu? Cộng trừ 2 đúng không? Ừ. Rồi diện tích sẽ bằng tích phân từ trừ 2 đến 2
được chưa? Lấy hai y trừ nhau, nhớ chỉ tuyệt đối nha, y này trừ y kia nha, x mũ 4 trừ 4 trừ cái này, được chưa? Khi tính diện tích bắt buộc phải để tuyệt đối, vì diện tích luôn luôn dương, mà hàng này trừ lần này không biết nó có dương hay không. Nếu mình có cái hình vẽ của nó rồi thì lấy thằng trên trừ thằng dưới chắc chắn dương, thì mình bỏ dấu tuyệt đối luôn, được chưa? Nếu mình có hình vẽ rồi, mình xác định được thằng nào trên thằng dưới rồi, thì mình cứ lấy trên trừ dưới là nó chắc chắn dương, mình bỏ dấu tuyệt đối luôn. Còn đề nó cứ cho chung chung như vậy thì mình cứ lấy hai đi trừ nhau mình lấy tuyệt đối. Bây giờ muốn phá tuyệt đối thì phải xếp dấu, muốn phá tuyệt đối phải xếp dấu. Xếp dấu làm sao? Lấy con số ở khúc giữa từ trừ 2 đến 2 là một số mấy? Trừ 1 cũng được, số 0 cũng được, số 1 cũng được, được chưa? Mà nên lấy số 0 đi. Thay x bằng 0 vào xếp dấu. Rồi thấy số 0 ở đây coi, 0 ở đây, 0 ở đây, ra trừ 4 luôn, mình trừ 4 âm. Âm thì khi phá tuyệt đối mình được thêm dấu trừ. Được chưa? Rồi. Tất nhiên đến đây em bấm máy là ra đáp án rồi. Như vậy làm từ lần mà đúng không? Làm từ lần phải làm tới nơi. Tính tiếp cái này. Trừ nè, x mũ 5 chia 5 chia 4 x chia 3 x mũ 3 chia 3 đúng không? Tức là x mũ 3 mình nhân nhân. Rồi, chia 2 2 được chưa? Rồi đến đây mấy em thay số 2 vào x, trừ thay trừ 2 vào x, bấm máy cái này được. Đến đây cho bấm máy. Bấm 1 dạ, mà mẹ cứ ghi trước trừ mở đóng một đơn, 2 mũ 5 chia 5, 2 mũ 5 chia 5 trừ 4 nhân 2 trừ 2 mũ 3. Được chưa? Thế 2 vô. Trừ cho thế trừ 2 vô đúng không? Nhưng mà trừ cho trừ lại là cộng thì bấm dấu cộng. Luôn luôn cái dấu này với cái dấu phía sau đó, ngược giống nhau nha. Rồi mở đóng ngoặc. Thế trừ 2 vô. Trừ 2 mũ 5. Nhớ trừ 2 tất cả mũ 5 nha. Mở đóng ngoặc. Trừ 2 tất cả mũ 5. Chia cho 5 trừ cho 4 nhân trừ 2 đó, tức là cộng 8 cho rồi đi. Chưa? Rồi trừ cho trừ 2 mũ 3. Trừ cho mở đóng ngoặc. Trừ 2 tất cả mũ 3. Nếu lưu ý nha, dấu trừ mũ lẻ thì vẫn là dấu trừ, mà dấu trừ mũ chẵn thì ra dấu được cộng. Chưa? Rồi. Bấm máy ra vô. 96 phần 5. Còn thôi các em khôn ngoan, nếu mà bấm đại trên đây ra nhiều ghi đáp án về mình. Dạ. Nhớ khi làm trắc nghiệm á, khi mà đi đề thi quốc gia hay đại học thì mấy em cứ bấm máy thích cho mày, chứ không cần hiểu bấm máy. Nhưng mà khi mình học, khi mình học thì mình phải hiểu rồi mình mới được bấm máy nha, chứ không hiểu gì hết mà bấm máy á, nó không phải là học, nó là luyện nín thở cho qua kỳ thi này. Rồi mai mốt lên đại học mà gặp những cái toán cao cấp trên đó thì đang nói những bạn mà học tiếp về khối sao về khối tự nhiên nha. Còn bạn nào đi ngành báo chí hay đi những cái gì mà thuộc về ban C á thì thôi, không có đụng đến toán không có sợ, mà đụng đến ngành mà có ban A là lên đó là sẽ có xác suất thống kê học về kế toán là luôn luôn phải gặp toán cao cấp, là mấy cứ bấm bấm chỗ này lên đó là phải học đó nha. Câu 3.
mặt cầu tâm lý về tiếp xúc hoàn hảo bên. Câu này nhiều bạn sai nhiều. Mặt cầu tâm lý tiếp xúc với mặt phẳng B là 2x muốn đi thì muốn thế một bài dạ hoặc là mi tọa độ là 4 0 7. Rồi về khoảng cách bằng bán kính nha, khoảng cách từ y đến b bằng bán kính nha. Rồi à, khoảng cách từ y đến b thì bằng bán kính. Và khoảng cách thì là gì? Bán kính nhiều chưa biết nha. Khoảng cách là chỉ đối chiều căn. Lấy y thay vô b, thay xuống đây 4 thay vào x là 42 là 8. Thì 8 cho nhanh thôi. 0 thay vào y, 4 nhân 0 là 0. Trừ 7 thay vào z, trừ 4 nhân trừ 7 là 21. Để xin lỗi, 7 3 5 4 rồi cộng 3 tôi bị khùng rồi. 7 lần 2 thì 4, 7 lần 3 là 1, 7 lần 4 là 8. Tôi bị tắt lắm. Dạ. Mình muốn làm phát. Rồi. 2 bình 4 bình trừ 4 bình. Trừ 4 bình cũng là 4 bình thôi. Dạ. Bằng nhiêu? Có mấy là nhiêu anh? 8 cộng 3 là 11. 11 cộng này là 39. 39 thì căn mấy? Cuối cùng của ngoài đó mấy thôi. Bốn mười sáu mười sáu chia sáu bằng chín chia sáu bằng bao nhiêu? Bằng chín chia sáu bằng 13/2. Tại là 13/2 thì mặt cầu nè đơn bình bằng cái này bình nha. 13/2 bình bao nhiêu? 13 mà 169 còn 4 x trừ y trừ z trừ trừ y trừ cái tâm nha, trừ 4 nè, trừ 0 nè, trừ trừ 7 là còn 7 nè. Dạ, xong. Nhiều bạn tính bán kính là gì? A bình cộng B bình cộng C bình trừ D không có đúng nha. Đây là phương diện mặt phẳng mà, đây là phương diện mặt cầu đâu. Chừng này nó có phương diện mặt cầu á, nhưng mặt cầu là phương diện gì nè? X bình, Y bình, Z bình, rồi 2X, rồi 4Y, trừ 8Z ví dụ vậy. Xong rồi cộng 1 bằng 0. Thì đây mới là phương diện mặt cầu. Phương diện mặt cầu nó phải có cái đá bình phương, được không? Mà nếu có phương diện mặt cầu thì người ta kêu biết phương diện mặt cầu chi nữa. Thật ra không có lấy A bình, B bình, C bình, D trừ D ra cái đáp chính ra ngoài. Được chưa? Nhầm. Rồi câu 4 thì quá dễ rồi, mặt phẳng trung trực qua B. Mặt trung trực qua B. Được chưa? Thì cái vectơ pháp tuyến đó là vectơ AB luôn. Lấy b trừ a nha, 1 trừ cho trừ 3 là 4, 3 trừ 1 là 2, 2 trừ 0 là 2. Dạ, yeah. À nói lại nha, một số bài rút gọn. Khi tính khoảng cách không được rút gọn nha. Muốn rút gọn thì bị rút như này. Nếu mà muốn rút gọn thì rút gì nè? Y cộng 2y trừ 2z chia cho 2 đúng không? Cộng 3/2. À đây sẽ là 3/2 mới được nha. Dùng cái này là được. Được chưa?
Rồi. Khi biết phương trình mặt phẳng á thì mới được rút gọn. Còn ngoài ra không có rút gì nữa nha. Hoặc là biết phương trình đường thẳng chỉ có hai loại rút gọn thôi. Khi biết phương trình mặt phẳng á thì cái vector pháp tuyến nó rút gọn đi. Hoặc là khi biết phương trình đường thẳng á thì cái vector trị phương được quyền rút gọn. Còn lại cứ để nguyên như này. Thậm chí mấy em được rút gọn. Thật ra cái việc rút gọn là dành cho thầy cô trình bày bảng nó đẹp hơn, nó gọn hơn. Hoặc là do mấy đứa học sinh nó giỏi, nó siêu rồi nó rút gọn cho nó đẹp. Còn mình cứ làm bình dân bình thường. Khi mình nghi ngờ cái gì thì đừng lại. Chắc chắn mình mới làm. Cái như bài này đúng rồi là rút gọn là 2-1-1 thôi. Không rút cứ để nguyên cũng được, không sao hết. Qua điểm gì? Qua điểm M là chung điểm qua B đúng không? Thì muốn tính M thì lấy A cùng B chia 2 ha. Lấy A cùng B chia 2. Nhớ cái này là cái chú ý của thầy cho mấy em nhớ thôi nha. Chứ mấy em ghi M bằng A cùng B chia 2 là khi lên lớp là bị thầy cô trừ điểm nha. Bằng A cùng B chia 2. Tính vector thì lấy B trừ A. Còn tính chung điểm thì cộng lại chia đôi. Trừ 3 với 1 là trừ 2. Trừ 2 chia đôi là trừ 1. 1 với 3 là 4. 4 chia đôi là 2. 0 với 2 là 2 chia đôi là 1. Dạ. Yeah. Rồi, về mặt phẳng của mình như sau. 4 nè, một đơn nè. 2 một đơn nè. 2 một đơn nè. Khi thầy viết phương trình mặt phẳng á thì thầy có thói quen thì chỉ mấy em là viết cái vector pháp tuyến trước, viết cái điểm sau. Nó có lý do. Vì khi mình viết phương trình mặt phẳng á, cái vector pháp tuyến mình dùng trước, cái điểm mình dùng sau là trong. Còn khi viết phương trình đường thẳng á thì thầy hay để cái điểm ở trên, cái vector trị phương ở dưới. Vì lý do cái điểm mình dùng trước, cái vector trị phương mình dùng sau. Nó khỏi nhầm. Còn bạn nào mà rành rồi thì cứ viết lung tung cũng được, miễn sao mình nhớ. Được rồi ha. X trừ Y trừ Z trừ. Trừ cho cái điểm. Trừ cho trừ 1 tức là cộng 1. Trừ cho 2. Trừ cho 1. Sắp xếp lại 4X nè, 2Y nè, 2Z là số nha. 4 với 1 là 4. 2 trừ 2 cũng là trừ 4 hết. 2 trừ nhân với trừ 1 là trừ 2. Mình đến đây mình thấy thằng nào có thể là số chẵn không, chia hết cho 2 đâu. Chia hết cho 2. 2x cộng y cộng z trừ 1. Nhớ mình thích chia mình chia cho nó đẹp nha. Cái này vẫn đúng nha, vẫn đúng nha. Chà, cái nào cũng đúng nha. Cái này nó đẹp đẽ không đẽ thôi nha. Cái trên nó vẫn đúng, không có sai. Mình có làm từ lục mình lên trên đến trên, như ở trên mình dừng vẫn được điểm tối đa, được chưa? Ok.